Chào các bạn, hôm nay Đồng Hồ TV sẽ cùng bạn tìm hiểu chiếc đồng hồ đeo tay của hãng Daniel Wellington. Đây là chiếc đồng hồ có thiết kế hình tròn và là đồng hồ nam. Đặc điểm của cái đồng hồ Daniel Wellington là nó khá là mỏng về mặt thiết kế, nhìn là mỏng thôi nhưng thực ra cái phần đằng sau nó dày lên nên nó chỉ mỏng một viền. Và đồng hồ chạy pin, nó có khá nhiều kiểu, thì cái kiểu này là kiểu dây da. Đây là dây chính hãng, có logo của DVK này. Và chúng ta đo được size của đồng hồ, cỡ đồng hồ đấy. Đường kính là 40-41 đấy. Và cả núm thì được khoảng 42mm. Đây là size của dây, size 20 thôi, tức là 2cm. Còn chiều dây là 6,5mm. Để chỉnh giờ các bạn chỉ rút cái núm này lên, sau đó xoay là chúng ta sẽ điều chỉnh được kim phút, kim giờ, chỉnh đến giờ hiện tại rồi bấm xuống là nó chạy thôi. Đồng hồ này chỉ có 2 kim với các cọc số đơn giản, mặt màu trắng. Và đây bây giờ chúng ta sẽ thử tháo ra để thay pin. Thì để tháo các bạn cần dụng cụ để bậy cái nắp này, có một cái điểm khuyết này, nó cậy là chúng ta sẽ nhìn được bên trong máy. Đây là cấu tạo bên trong của chiếc DVK. Đồng hồ sử dụng máy Miyota Nhật Bản và pin là pin 621. Các bạn mua đúng mã pin này là chúng ta sẽ thay thành công. Và sau khi thay các bạn nhấn chặt cái nắp trở lại là chúng ta xong. Nếu bạn quan tâm tới chiếc đồng hồ này, các bạn có thể liên hệ Đồng Hồ TV theo số điện thoại bên dưới. Và đừng quên đăng ký kênh Đồng Hồ TV. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.